chào tất cả mọi người, chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Khánh. Chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều năng lượng. Vâng, quý anh chị nhìn trên màn hình đây thì cũng có thể đoán được đây là siêu phẩm gì rồi. Hôm nay thì em lên một cái chiếc xe vừa mới cập bến tại cửa hàng, một mẫu xe rất là đặc biệt, tâm điểm của xe Nhật trong năm nay. Vâng, đây là chiếc RX 350 All New sản xuất năm 2023. Và đây là cái phiên bản với rất là nhiều các cái trang bị tiện nghi, sang trọng và đẳng cấp. Đây là phiên bản Luxury. Con này thì màu trắng và có nội thất là màu nâu đậm, nâu sô-cô-la, rất là đẹp. Đây, phiên bản Luxury quý anh chị nhé. Phiên bản Luxury thì là một cái phiên bản cao cấp hơn và được trang bị thêm rất là nhiều các cái trang bị hỗ trợ về vận hành cũng như là tiện nghi so với cái phiên bản Premium. Đấy. Trước thì hồi xe mới ra mắt thì cứ không biết là đến bao giờ mới có xe lướt để bán cho quý anh chị, thì bây giờ em cũng đã có rồi. Đấy. Chiếc này thì mới lăn bánh chỉ hơn 5.000 cây thôi, tất cả còn như mới quý anh chị nhé, không khác gì xe mới luôn. Và mua những chiếc xe lướt như thế này, như chiếc RX 350 này, thì quý anh chị sẽ tiết kiệm được ngay khoảng 500 triệu so với mua mới. Con này mới thì lăn bánh cũng rơi vào khoảng 4,9 tỷ rồi. Bản Premium thì nó thấp hơn cái bản này khoảng 900 triệu. Giá niêm yết thì nó thấp hơn khoảng 900 triệu. Tất cả các cái thông số về động cơ, hộp số nó đều như nhau. Sử dụng động cơ 2.4 turbo đi kèm với cả hộp số tự động 8 cấp. Công suất cũng như nhau, chỉ duy có cái phiên bản cao nhất là RX 500H F Sport Performance là có thêm motor điện, sử dụng motor điện hỗ trợ thêm cho cái phần vận hành nên là nó sẽ mạnh hơn. Đấy. Giờ thì RX không còn sử dụng bộ máy hút khí tự nhiên như ở thế hệ trước nữa rồi. Ở thế hệ trước chúng ta vẫn có máy 3.5. Đây, em quay một vòng nội thất cho quý anh chị xem nhé. Tất cả phần nội thất xe này còn như mới. Đây, chạy đúng 6.000 km. Đó, gần hơn 5.000 chút. Tất cả chi tiết vẫn còn như mới quý anh chị nhé. Đấy, và các cái chất liệu từ nội thất này nó cũng cao cấp hơn so với phiên bản Premium. Đấy, da semi anilai phối da lộn rất là sang trọng. Và gỗ thì cũng là gỗ vân mờ với tông màu tối. Rất là nhiều điểm khác biệt so với phiên bản Premium đấy quý anh chị ạ. Premium thì nó là cái phiên bản chủ đạo. Còn với phiên bản Luxury thì Lexus muốn người dùng trải nghiệm những cái trải nghiệm nó sang trọng và đẳng cấp hơn. Treo con này cũng ngon hơn là so với bản Premium quý anh chị nhé. Bản Premium là chưa có treo thích ứng AVS, còn con này thì đã trang bị đầy đủ rồi. Đấy, lái rất là sướng, rất là êm. Thiết kế thì cũng rất là tuyệt vời. Thiết kế của RX All New năm nay thì không ai dám chê rồi, quá là đẹp. Đấy, quý anh chị nhìn này, từ cụm đèn cho tới cái lưới tản nhiệt nó cũng thiết kế lại hoàn toàn mới. Đây, cả cái công nghệ đèn này nữa, đèn nó thiết kế mới rất là đẹp. Đấy, trên bản Luxury thì chúng ta có thêm con AHS Blade Scan này nhá, nó nằm ở phía dưới này này. Còn ở Premium thì nó chỉ là cái phần nhựa đặc thôi. Đây, chúng ta có thêm con AHS Blade Scan ở đây, cái đèn quét tốc độ cao, một trong những cái công nghệ đèn mà hiện đại nhất của thương hiệu Lexus. Rồi, la răng cũng khác luôn, la răng màu titan. Đấy, rất là đẹp. Cái đợt mà xe nó mới về em cũng đã vào trong hãng và có làm một vài video. Đấy, thì ở bản Premium thì chúng ta có cái la răng khác, la răng phai 2 tông màu. Đây là la răng đúc tông màu titan, rất là đẹp, rất là khỏe xe. Để nói về con này thì cũng rất là nhiều điều để nói, nhưng mà em thời gian nó có hạn nên em cũng chỉ quay lên cho quý anh chị xem được qua thôi. Quý anh chị nào mà quan tâm muốn có thêm nhiều thông tin nữa thì hãy liên hệ với em qua số hotline nhé. chị nhìn này, ở thế hệ mới nó làm, nó đưa vào những cái chi tiết rất mới, rất là đẹp. Đấy, ở trên phiên bản Luxury thì chúng ta có thêm dàn loa Mark Levinson. Tuy nhiên thì nó đã được nâng cấp lên, cái vò dàn âm thanh vòm này nó đã được nâng cấp lên 21 loa so với thế hệ cũ. Thế hệ cũ trên RX 350 chúng ta chỉ có 15 loa thôi. Tuy nhiên Mark Levinson khi mà lên thế hệ mới này thì chúng ta đã được nâng cấp lên 21 loa. Đấy, bản Premium thì chỉ là 12 loa Lexus tiêu chuẩn thôi. Đấy, cái thiết kế mới, các cái thiết kế mới họ đưa vào rất là đẹp, rất là tinh tế, không thể chê được. Đấy, đôi khi thực sự với quý anh chị là đôi khi cái sự đỉnh cao nó không nằm ở phía sau tay lái là riêng phần thiết kế, và đôi khi cái sự đỉnh cao nó nằm ở sự cân bằng và tính hài hòa và khả năng thích ứng. Và cái RX All New thế hệ mới này làm được tất cả những cái điều đó. Và gói trang bị an toàn LSS cộng 3 thì giờ đã được trang bị trên tất cả các phiên bản rồi. Đây, quý anh chị xem, radar tích hợp phía sau logo này, rồi là camera ở phía sau kính chắn gió, đầy đủ các cái chức năng hỗ trợ người lái thông minh, cảm biến trước sau, cái thiết kế mới rất là đẹp này. Bây giờ cái đèn hậu, cái cụm đèn hậu LED nối liền nhau, họ cũng đưa những cái thiết kế này vào trên những chiếc Lexus rất là đẹp. Ở cái thiết kế này thì Porsche là cái thương hiệu mà đi tiên phong, tuy nhiên thì Lexus họ đưa vào trên những cái mẫu xe của họ thì cũng rất là đẹp. Cái gì đẹp thì mình đưa vào, cũng không có gì là xấu cả. Đây, em mở máy cho quý anh chị xem nhé, máy 2.0 2.4 turbo. Bây giờ thì các hãng xe họ cũng dần chuyển hết về cái công nghệ turbo, hybrid hoặc là thuần điện rồi. Dần họ cũng bỏ hết máy hút khí tự nhiên thôi. Đây quý anh chị ạ, tất cả nguyên bản, nguyên zin và còn như mới khi mà vừa mới đánh ở trong hãng ra quý anh chị nhé. Đây, bộ máy 2.4 turbo quá là đẹp. Công nhận là con RX form mới này cũng đẹp thật quý anh chị ạ. Con này thì cái bản cao cấp nhất của nó thì giá niêm yết nó chạm ngưỡng 5 tỷ. Đấy, con RX 500H. Cốp này, cốp mở điện và có đá cốp. Đây, dưới này là lốp dự phòng. Đầy đủ các cái trang thiết bị hỗ trợ kỹ thuật, phụ tùng của xe đầy đủ hết cho quý anh chị nhé, không thiếu gì. Đây, em vào nội thất cho anh chị xem cái giao diện mới của xe. Đây, điều hòa ở trên phiên bản Luxury thì chúng ta ngoài cái điều hòa tự động thì chúng ta có thêm những công nghệ như là lọc bụi phấn hoa này. Tuy nhiên thì ở trên bản Luxury chúng ta có thêm công nghệ Nano EX. Đấy, nó sẽ phát hiện và triệt tiêu những cái vi khuẩn có hại ở trong không khí. Đấy, giúp cho cái bầu không khí ở trong khoang cabin của chúng ta trong lành hơn, sạch sẽ hơn. Đây, thiết kế mới này, rồi là cái phần tay nắm cửa các thứ này, họ cái lẫy mở cửa họ cũng làm khác, thì chỉ cần ấn vào đây thôi. Đấy, nó vừa có thể. Đấy, em ấn vào đây là nó sẽ mở cửa ra rồi. Tuy nhiên mà chúng ta cũng có thể mở qua cái lẫy lật ngược lại như thế này, lẫy cơ. Màn hình cảm ứng cỡ lớn, rất là dễ sử dụng. Đây, tất cả họ chuyển, bây giờ họ chuyển hết về màn hình digital rồi, không còn dạng analog rồi, rất là xịn sò và hiện đại. Cần số thì làm dạng nhỏ hơn, vẫn là cái ngôn ngữ thiết kế Tazuna của Lexus. Đây, số đây có theo chỉ dẫn, quý anh chị có thể VN nhưng chúng ta về N chúng ta về D. Đấy. Rất là dễ sử dụng. P, nếu mà muốn về P chúng ta ấn vào đây thôi. Rồi. Đương nhiên và những cái trang bị này như kiểu auto hold này, phanh tay điện tử, tất cả thì đều chắc chắn là với những cái xe tầm giá này thì đều sẽ được trang bị đầy đủ hết rồi. Sạc không dây chuẩn QI, rồi là những cái kết nối như thế này, những cái cổng kết nối này. Đấy. Chi tiết anh chị, quý anh chị nhìn những cái chi tiết làm rất là đẹp, rất là kỹ. Bản Premium thì ghế da chỉ là da smooth thôi nhá. Còn với phiên bản Luxury thì chúng ta có da semi aniline, da cao cấp của Lexus, cao cấp nhất của Lexus rồi. Đấy, phối luôn da lộn luôn, rất là sang trọng. Và đặc biệt là chiếc cửa sổ trời cỡ lớn quý anh chị nhá, trải dài xuống tận hàng ghế thứ hai. Với phiên bản Premium chúng ta chỉ có cửa sổ trời đơn ở phía trước thôi. Tuy nhiên phiên bản Luxury thì Lexus họ muốn khách hàng trải nghiệm được những cái cảm giác sang trọng và đẳng cấp bậc nhất, cho nên là những cái trang thiết bị tiện nghi họ cũng sẽ đưa vào cái phiên bản Luxury này nhiều hơn. Đấy, lẫy chuyển số vô lăng này, trên vô lăng thiết kế mới cũng rất là đẹp. Đấy, có thêm gỗ nhá, ở bản Luxury chúng ta có thêm cái phần ốp gỗ này, còn ở phiên bản Premium thì chỉ là tất cả toàn là da thôi. Em đang để chế độ lái, đây, camera 360 này nó cũng rất là sắc nét. Đấy, quý chị thấy không, cam nó sắc nét không. Đấy, bản thường, bản Premium rẻ hơn 900 triệu rồi, không có cái cam này, chỉ có cam lùi thôi. Đấy. Rồi là rất là nhiều thứ khác mà Luxury có và Premium thì không có. Lái cực kỳ thích luôn. Đây, bây giờ mời anh chị xem hàng ghế thứ hai nhé. Ở thế hệ mới này, cái tay nắm cửa này thì chúng ta có thể mở bằng cảm ứng hết rồi. Đây, có cái nút ở phía sau này, chị ấn nhẹ vào là nó ra. Đấy. Và Lexus thì họ cũng tính toán được là chẳng may nếu mà về sau có vấn đề gì đấy mà cảm ứng nó không nhạy thì chúng ta cũng có thể mở cửa bằng cái lẫy cơ ở dưới này. Đây chính là những cái gì mà giá trị, những cái giá trị đặc trưng của Lexus, khi mà tất cả những gì họ thiết kế đều hướng tới người dùng. Đây, hàng ghế thứ hai nhé. Đó, hàng ghế thứ hai thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái độ ngả của lưng ghế qua cái nút chỉnh điện ở dưới này. Bản Premium thì chỉ có lẫy cơ thôi quý anh chị nhé. Đấy. Tất cả những cái thao tác, những cái tính năng họ đưa vào thì đều sang trọng và đẳng cấp hơn rất là nhiều. Hàng ghế sau thì cũng có sấy sưởi và làm mát đầy đủ. Đấy. Đi mùa đông thì chúng ta cũng cần sưởi ghế, thì trên phiên bản Premium thì chúng ta chỉ có làm mát thôi chứ chưa có cái chức năng sưởi. Đấy, quý anh chị cũng có thể thấy đấy, Luxury nó trang bị thêm rất là nhiều, hướng tới cái trải nghiệm sang trọng và đẳng cấp hơn. Đấy, rèm cửa cũng có này, mà Premium không có rèm cửa nhá. Đây, quý anh chị nhìn cái rèm cửa. Luxury thì trang bị đầy đủ hết. Hiện tại thì cái con RX 350 2023 này thì bên em đang bán với giá là 4 tỷ 590 triệu quý anh chị nhé. 4 tỷ 590 triệu. Quý anh chị mua lướt thì sẽ tiết kiệm được ngay khoảng 500 triệu rồi. Đảm bảo cho quý anh chị luôn là xe không khác gì xe mới. Trước đến giờ em bán xe em cam kết những gì thì xe nào em cũng cam kết đều như vậy quý anh chị nhé. Quý anh chị yên tâm về chất lượng xe cũng như là tất cả các cái phần về pháp lý của xe. Đấy, thì bên em showroom bên em thì bán vẫn luôn hỗ trợ quý anh chị tất cả những cái thủ tục sang tên đổi chủ, vận chuyển toàn quốc và các cái thủ tục về trả góp ngân hàng. Đấy, Những chị quan tâm về chiếc xe này có thể liên hệ trực tiếp với em Khánh qua số hotline để được hỗ trợ và tư vấn cũng như là có cái giá tốt nhất cho mình nhé. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và ủng hộ cho em Khánh. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ.